Rồi, rồi. Xin chào đại gia đình thích trồng cây. Bữa nay tôi ghé đến nhà bạn Hạnh Thô, Thô Văn Hạnh, để quay mảnh vườn của bạn. Gì mà quẩy dữ vậy? Cà rô, cà chê, cà sạc. Thì còn về có nhiều quặng vô đây cà đồng. Rồi cái nó sinh sôi hả? Dạ. Cái đẻ là cà đồng trong. Mình đâu mà mát cho cái mấy cái này. Ừ, nó còn nhiều quá ha. Mát cho những cây lan bên trên. Lan này lan gì ha? Lan này lan gì á? Đây là kia này giả hạt lá. Ờ, đó. Hạt quỷ. Hạt thớp. Hạt quỷ. Cầm tím. Ăn ra bông rồi ha? Dạ, nó ăn ra bông gói ngay đầu. Đây là cầm tím. Cầm tím hả? Cầm. Cầm tím hoa thơm. Là chầm đột biến trắng bông đó, nó là cái chầm tím mà đột biến nó màu trắng, đang đứng ngọn nó chuẩn bị ra bông. Đột biến là bật lý rồi đó, đang màu tím tự nhiên đột biến nó trắng tinh luôn, nó không còn màu tím nữa. Mà đột biến là bật lý đó không, cái này là chầm thôi. Tài ngạn tháng tư, ngạn giống này là giả hạt lai. Tuyến lá còn cái khổng khô không đó, giả hạt hoa hoa trắng, bông nó cũng trắng ngoài nó chờ bông thì nó luôn hết. Hồ cá này là bà xã xây hả? Dạ. Xây xong rồi chảy bạc nhỏ ha. Bạc ha, dạ đúng rồi, mình sử dụng bạc nhiều mình đỡ trốn kém mà nó lại bền. Khi nào mà mình cần thay hay dẹp đi thì cũng dễ, chỉ cần rút nước ra. Bên kia ta đi qua bên này còn một lầu ha, ta cũng ngắm những cái lan. Oh, đặt ra bông ha. Lan gì đây? Đây là cây dendro vàng chanh, Yaya mini. Yaya mini. Một dãy hồ điệp. Đây, dãy này là dãy hồ điệp. Hồ điệp là bông to trà bá đó hả? Dạ, có loại bông to, bông nhỏ, này bông đại nè, bông to là lá bự nè. Còn mấy cái này là bông hồ điệp loại chung, cũng vừa vừa thôi. Giống rồi là mình phải đi mua hả? Dạ. Cái gì bằng cam đó là cắt lai giang, cam cánh sáp. Này là nó gọi chung là dendro màu. Chỗ này là mới chơi 4-5 tháng. Long tung. Nó đứng ngọn, nó rụng lá nè, chuẩn bị bông nè. Giờ bông. Này là nhỏ hoa sung, lu sung. Này là cây lan phù long minh, lan đặc trùng của Việt Nam. Giờ nó hiếm rồi. Đây nó là đúng của Việt Nam. Nhớ tên không cũng mệt ha. Sẽ nhấn tại chỗ hả? Dạ, kiếm con. Đây là cái gì? Kiếm. Đang kiếm. Gọi chung đó. Cái con kiếm kiếm. À. Cái con rồi. Bạch câu.
con ngu đồng, con nhỏ, con ta. Này cũng là khác đây da mà con đại, con to, trắng tím. Này cũng nhạn, nhạn giống ghép. Quế tím, nguyên một dẻ quế tím. Đại châu, Nguyên Xuân, Thạch Kiểm cũng nó luôn. Giờ anh đang hồng không? Này cũng hồ điệp ghép được như vậy. Hải yến nè, này hỏa hoàng cam nè, này là Bangkok sunset mà nó chưa có bông. Còn này là cây là hoàng lạp hoặc là sơn thủy tiên cũng nó, nhưng mà cái họng nó khác nhau, bông đều màu vàng hết. Nó cũng là này đen rô, bông nó tím đậm, tím than. Cái này là phi tết đó nè. Dạ, cái ngồng nó phi tết luôn á. Nãy có cái gì? Dạ, này tạo môi trường hồng cho nó bằng cái nhỏ giọt này. Giống cái chuyện nước biển của bệnh nhân. Chuyện nước biển mình nhỏ cho nó nhỏ giọt. Chỉnh nó rồi nó đi, nó tạo độ ẩm cho nó lên. Cần chú ý nhất là cái gì? Trang rất là dễ trong, nhưng mà chú ý nhất là độ ẩm của nó thôi. Nó ưa ẩm nhưng mà nó không có ưa uống. Anh cứ tạo cho nó cái môi trường mà có hơi nước bốc lên ẩm. Nó khô á, 2-3 ngày nó cũng không chết. Nhưng mà nó đi nó ẩm dính nước rễ, mà nó đi nó cứ gặp nước ẩm ẩm nó uống là nó chết liền luôn, lập tức luôn. Như này là nó... Nếu mà cái tên lan mà dưới hồ cá tạo cái là... hồ nước cho nó bốc hơi đó, là coi như là có lý tưởng luôn đúng không, cho nó ăn cá ăn em cho nó đẹp. Để một chỗ đi. Thôi em hay xài, có thể mình xài phân dê hoặc là có một bộ phân thuốc cho lan. Nó nhiều loại lắm rồi, con rễ. Cái này là B1, này là kích rễ cho nó nè. Dưỡng tuần mình xịt lần. Khi nào mình cần hoa thì mình đi mình bón cái phân cái đạm lân 36-30 đạm lân kali. Đó, hoa ra thì mình xài lân cao, đạm ít thôi, đạm là 6 thôi. Thì mình lân cao thì nó sẽ nuôi cái ngồng này, nó nhiều chất xơ nè, ngồng này nó sẽ cứng. Đó, cứ là tiệm cây lan nói bán hộp 6-30-30 là nó sẽ bán cho cái này để kích hoa. Đó, thì trong quá trình mở ra ngồng cao vậy nè, là không được phun nước hay phân vào đây, nó sẽ bị cháy. Hay chết, chỉ phun vô cái gốc thôi để cho nó có dưỡng, nuôi cho ngồng to chắc, nó bền hoa nữa, dai đó. Thì mình cứ tưới nước bình thường thôi, sáng 6 giờ sáng, chiều 6 giờ chiều, ngày 2 lần tưới khi không thấy mặt trời. Mà bữa giờ trời lạnh lạnh nè, đừng tưới sớm quá, cứ đợi 7-8 giờ rồi nó nắng nắng hơi hơi nên thiếu rồi tưới, nó sẽ tốt hơn. Như mình làm cái cọc, những cái cọc này là để đỡ tốn không gian chậu ha. Nó một phần mà do là mình ghép vào những cái dòng lan kiểu mà rễ gió, có nghĩa là nó cũng không có cần giá thể. Rễ gió là nó cứ lòng hồng nhỉ. Nó hưởng cái lan đơn thân, không khí ẩm thôi đúng không? Đơn thân nó có gió và phải về tạo cho môi trường nó ẩm mới được. Lúc nào là... mình cũng ẩm, cho nên em đi em lót cái thảm cỏ nhân tạo nè. Rồi mình chơi cái hệ thống nhỏ giòn, nó cứ nhỏ. Mấy cái cỏ này là em gieo chơi để cho nó lên cho nó mát thôi. Mát thôi, tạo độ ẩm thôi. Đó thôi.
khi cần cũng ăn được chứ đúng không? Dạ, chắc nhỏ ăn cải. Người ta nói là mấy cái không? Người ta nói mấy cái gỗ này chỉ có là gỗ vú sữa là ok. Dạ, gỗ vú sữa là do nó có cái độ bền cao. À, dạ. À, nó lâu mục. À. Chứ một cây lan mà nó đi nó ví dụ như cây đai châu này nó sống rất là lâu. Ừ. Mà nó đang cái độ phát triển 2-3 năm sau mà cái giá thể cái đi nó mục nó nát ra. Ừ. Mình lại phải thay cây giá thể mới. À. Nó tốn công. Cho nên trồng ghép vô cái gỗ chắc có cái độ bền cao. Chứ về nguyên tắc là coi như cây gì miệng khô là đừng đúng không? Dạ, nguyên tắc thì thường là người ta ghép vào gỗ lũa là nó có tác động thời gian, nước, gió là nó đã bào mòn đi hết rồi. Cho nên nó không có cần phải xử lý nữa. Không còn độc tố, không còn gì hết. Cứ mình cứ để ngâm nước hoặc là xử lý để lâu. Ví dụ như mấy cục nhỏ nhỏ giá thể thì mình nên đem luộc nó lên phòng nóng mốc, hoặc là mình đem mình ngâm nước vui trong 2-3 ngày sau rồi mình hãy ghép lên để cho khỏi bị mặn hoặc là bị chát từ cái nhựa của cái cây nó còn thì nó sẽ tốt. Gỗ thông rêu rừng gỗ thông rêu rêu để giữ độ ẩm cho hồ điệp rêu rừng. Còn gỗ thông rót ở dưới đáy để cho thoát nước, ở trên thì ẩm nhưng mà ở dưới đồng phải thoát để nó không có nước vô lại nó chảy ra hết, nó không bị úng. Úng là nó chết. Con dê nhìn cho đây coi như dưới là gỗ thông nó dễ thoát nước. Cái tầng dưới cùng á là em cho gỗ thông vô. Ừ. Xong rồi tầng thứ hai á là em để cái gọi là cái giớn. À. Giớn cộng á. À. Giớn cộng rồi là giớn nhuyễn. À. Xong rồi cho phân dê vào. À. Bón ở trên thôi. À. Để tưới bao nhiêu là nó thoát nước xuống đây hết, nó không bị úng. Thì cái giớn này sẽ giúp giữ ẩm. Dạ, cái này giữ ẩm mà vẫn thoát nước. À. Tại vì thằng dưới cùng thì mình phải cho nó dê thoát. Con dê xong. Con dê đã xử lý. À. Mình có thể bón phân trùng quế. À. Hoặc là phân hữu cơ tán chậm. Nè cái lan này hồi sáng mới chiên. Mới chiên về treo đó lên. Xong rồi để nó quen môi trường là mình đi mình có thể mình kích rễ và phun ngâm B1. À. Ngâm B1 vô cho nó. Rồi mình có thể ghép bình thường. Gắn nó vào cái khúc cây ghép nó. Chứ không phải đem về trồng liền hả? Dạ không. Mình nên xử lý nấm bệnh gì đó mình không có biết được. Nè, ra đây nó có bị một ít cái mốc đất đó, đi dừa đó. Xử lý như thế nào? Thì nó có một mình có thể xịt thuốc vô trong, hoặc là nó sẽ có một loại phân thuốc đặc trưng riêng của lan mình phun mình ngâm đó. Nó có liều lượng trên cái bao bì rồi, mình ngâm nó vô 1-2 tiếng rồi lấy nó ra treo nó lên. Ngâm toàn thân hả? Dạ ngâm bỏ vô cái thau á, mình ngâm toàn thân á. À. Còn kích rễ thì mình chỉ ngâm cái chỗ này thôi, chỗ cái góc để cho nó khỏi lỡ đâu có nấm bệnh nó khỏi lây qua cái vườn của mình. Không thôi nó sẽ lây qua cái vườn. Cái này là cây không khí. À. Cây không khí gắn trên này tạo độ ẩm cho rễ. Nó hút ẩm. Có góc nhỏ vậy vui hả? Đều để mình quan tâm suốt ngày
thân thẩm ở trên đây chăm cho mình đi xuống nhà đi làm về lên chứ lát. Thì người già cất tuổi rồi. Giờ mình đi lên trên nóc nhà. Trên đó mới là vườn chính đúng không? À, đây là cái vườn rau ăn. À. Mấy cái đất sạch nó đi nó trộn sẵn mấy cái viên sỏi nhỏ vô thác nước xài phân cò với lại phân dynamic thôi. Dynamic là hủ phân tre hủ cuối nè, hủ cơ tăng chậm hả? Nghe anh em biết mà nó thú quắc nè. Thú quắc hả? Vậy là hiểu rồi, làm nó là hủ cơ tăng chậm á. Để vô nắng mưa đúng không? Dạ, cứ để ở đây này. Cần thì bỏ thôi. Tự nó hoài một nha. Tự phải ra thì bỏ. Khỏi không có xử lý. Trước có nuôi bồ câu lấy phân mà ta? Dạ, có con cái em dẹp rồi nó ỉa nhiều quá. Nó đi nó qua nhà hàng xóm nó ỉa không mà bị muốn vô. Nó không đẩn ngay mà đậu qua bên mái nhà người ta thấy ỉa. Nó cứ đi qua bên đó nó ỉa xong tối nó mới về nó ăn. Ban ngày là nó ở bên nhà người ta. Bồ câu vậy huấn luyện không quá. Nuôi bồ câu thả không mà. Nó tự nó về, nó không bay đi. Mà nó đi nó dụ mấy con khác về nữa.